chơi rồi chúng mình sẽ sắp xếp đồ chơi để nghe chị kể chuyện nhé. Vâng ạ. Các em ơi, chị thấy là chúng mình vừa sắp xếp đồ chưa được gọn gàng đâu. Bây giờ các em có muốn nghe một câu chuyện về một chú lợn con rất là cẩu thả không? Có. Bây giờ chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện về chú lợn con cẩu thả nhé. Câu chuyện lợn con cẩu thả. Lợn con có tính rất lôi thôi, cẩu thả nên phòng của cậu lúc nào cũng thật bừa bộn. Sáng hôm nay khi vào gọi lợn con dậy, nhìn thấy căn phòng bừa bộn, mẹ rất bực. Lợn con muốn ăn sáng ngay nhưng mẹ không đồng ý, mẹ muốn cậu phải dọn phòng trước. Con ăn sáng xong sẽ dọn phòng ngay ạ. Không được, con phải dọn phòng ngay mới được ăn. Mặc dù lợn con rất lười dọn phòng nhưng nghĩ đến cái bụng đói đánh phải đi làm ngay. Chỉ một lát sau, lợn con đã dọn dẹp xong xuôi, liền gọi mẹ vào xem. Mẹ ơi, mẹ vào xem đi, con dọn xong rồi này, con ăn sáng được chưa ạ? Mẹ bước vào phòng. Trời ơi, thì ra lợn con nhét tất tật quần áo, giày dép, đồ chơi, thậm chí cả chăn vào một chiếc hộp giấy. Mẹ vừa buồn cười vừa bực. Mẹ dạy lợn con gấp quần áo cất vào tủ, gấp chăn gọn gàng để trên giường. Đồ chơi phải cho vào thùng đồ chơi. Lợn con đành phải dọn lại. Một lúc sau, lợn con lại gọi mẹ vào xem. Mẹ ơi, thế này đã được chưa ạ? Còn đói lắm rồi. Mẹ vào phòng lợn con, thấy các loại đồ chơi đều bị cho chung vào một hộp. Mở tủ quần áo ra thì thấy bên trong có cả quần áo lẫn giày dép. Nhìn thấy thế, tất nhiên là mẹ bảo chưa được. Lợn con nôn nóng kêu lên. Con đã dọn hai lần rồi mà, thế phải làm thế nào mới được ạ? Mẹ nhẹ nhàng nói với lợn con. Giày dép phải để vào tủ giày, áo và quần phải xếp riêng, thú bông, xếp hình và các đồ chơi khác cũng phải để riêng. Lợn con tiếp tục dọn lại. Cuối cùng, sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, phòng của lợn con nhìn đã gọn gàng hơn nhiều. Mẹ rất hài lòng, lợn con cũng thấy vui. Con giỏi lắm, con yêu quý của mẹ. Giờ con có thể đi ăn sáng được rồi. Lợn con vừa ăn sáng, vừa hứa với mẹ. Từ nay cậu sẽ không mắc bệnh cẩu thả nữa. Từ nay con sẽ giữ phòng lúc nào cũng gọn gàng và sạch sẽ. Câu chuyện chị kể đến đây là hết rồi. Như vậy là dọn phòng không phải là một công việc dễ dàng đúng không? Các đồ vật khác nhau phải được sắp xếp riêng để làm sao vừa gọn gàng lại vừa tiện lợi khi dùng. Như vậy việc dọn phòng và sắp xếp đồ chơi không hề dễ dàng phải không? Chúng mình sẽ phải sắp xếp và phân loại chúng vào đúng nơi. Đồ chơi để với đồ chơi và sách để làm với sách đúng không? Nào chúng mình sẽ ra sắp xếp lại đồ chơi nhé.